Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty Ly Việt. Hôm nay thì mình đang có mặt tại thôn 8, xã Trung Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để giới thiệu các bạn một cái trung tâm chăm sóc xe hơi mà bên mình mới lắp đặt hoàn thiện xong. Hiện tại thì ngay sau lưng mình đây là một trung tâm chăm sóc xe hơi của anh Minh, thì đầu tư một bộ rửa xe khá là cơ bản mà bên mình hiện tại đang lắp rất là nhiều cho khách hàng ở các tỉnh. Thì mình xin giới thiệu qua các bạn một chút về cái nhà xưởng ở đây nhé. Thì đối với cái nhà xưởng ở đây thì toàn bộ cái phần mặt bằng tổng diện tích ở đây là 360m², sẽ chia thành rất nhiều khoang dịch vụ khác nhau. Hai khoang ngoài là hai khoang rửa xe, một khoang rửa xe cầu lông và một khoang rửa xe không cầu lông. Tiếp tục vào đến bên trong sẽ có 4 khoang bên trong để phục vụ công việc về rửa mái, dò nội thất, đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn và thay dầu cho các lọc dầu. Thì hiện tại trung tâm ở đây đang làm những dịch vụ cơ bản nhất là rửa xe, rửa mái, dọn nội thất và đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn cơ bản, không có phủ ceramic. Thì một cái trung tâm hiện tại đây anh Minh đang đầu tư của bên mình có tổng cái tiền thiết bị đầu tư là 150 triệu và tiền thiết bị là 40 triệu, thì tổng cái chi phí đầu tư đây là 190 triệu. Thì trong cái trung tâm này có những cái hạng mục như thế nào, được bố trí như thế nào và mình sẽ giới thiệu thêm các bạn về cái chi phí xây dựng ở xưởng này nữa, thì được mời các bạn cùng mình đi vào trong để tham quan qua cái trung tâm này trước nhé. Thì cũng giống như cái trung tâm bình thường thì để được có mặt bằng để phục vụ công việc rửa xe thuận tiện nhất và sạch sẽ nhất để cho đảm bảo nhất, thì bao giờ khách hàng sẽ lắp cái cầu lông một trụ. Thì ở đây mình lắp cái cầu lông một trụ ngay cái phần mặt ngoài vào bên tay phải xưởng đây để thuận cái chiều đường ô tô, đường giao thông từ đường lộ vào. Thì đây đang khách hàng đang đầu tư một cái cầu lông một trụ âm lền hình cánh bướm đó. Thì trên cái phần cầu lông một trụ thì sẽ lắp thêm một cái tay quay. Nó cái tay quay là mục đích để phục vụ công việc, để cho cái dây chúng ta đưa lên trên và rửa xe đã xoay quanh cái phần cầu lông nó rất là thuận tiện, thì cái dây chúng ta không bị chạm đất đó, như thế này thì rất là thuận tiện khi chúng ta để sử dụng công việc về rửa xe. Cái tay quay này thì mình cũng có làm giới thiệu các bạn rất là nhiều về cái tay quay rồi đó. Thì khu vực rửa xe bắt buộc thì phải có thêm một cái máy rửa xe. Ở đây thì chỗ anh Tùng đang đầu tư một cái chiếc máy rửa xe Mazoli KC4000. Đây là dòng máy rất là cao cấp đó, do bên công ty mình đang làm độc quyền tại Việt Nam. Cái máy này thì chạy đổ định rất là cao. Thì hiện tại bây giờ thì đa số khách hàng lựa chọn thì khách hàng sẽ lựa chọn những dòng máy Mazoli của Ý như này, dùng nó rất là đảm bảo. Thì tới đây mình sẽ lên một cái clip chuyên sâu về cái máy Mazoli này để giới thiệu các bạn về cái công năng và cái công nghệ để sản xuất ra cái máy Mazoli, là cái dây chuyển sản xuất như nào, để sử dụng công việc như nào. Thì cái máy này có rất nhiều những cái sự khác biệt để cho các bạn sử dụng khi một cái trạm rửa xe mà hoạt động liên tục cả một ngày không cần phải nghỉ máy các bạn nhé. Đó. Thì đối với những công việc rửa xe thì không thể thiếu được đó chính là những cái bình phun bọt như này. Đó, bình phun bọt. Thì đây anh Tùng đang được bên công ty Đi Việt tư vấn cho anh, cấp cho anh cái bình phun bọt 50 lít Inox 304 các bạn nhé. Đó, để phục vụ công việc về rửa xe. Tiếp tục cái khoang khi rửa xe xong đó, chúng ta muốn đánh vào bên trong để chúng ta lau khô, xì khô, hoặc là chúng ta làm những dịch vụ cao cấp hơn thì cần những cái đường hơi, đường điện. Thì trên này đang có một bộ Zulo rút. Bộ Zulo này có 3 quả tách rời, đó là 2 quả hơi và 1 quả điện. Thì 2 quả hơi để phục vụ công việc để xì khô hai bên. Đó, dây là dây 12m thì có thể làm được khu vực tại khu vực khoang thứ hai, khoang thứ nhất và khoang thứ ba bên trong đều có thể kéo vào được để chúng ta làm cái dịch vụ về xe. Thì cái này mình cũng có làm giới thiệu các bạn rất là nhiều về cái Zulo rút này rồi. Đó. Ở đây thì ngay bên trong này thì được lắp đặt một chiếc máy lên khí. Ở đây thì bên mình đang cấp cho anh để phục vụ công việc cầu lông được và làm dịch vụ rất nhiều dịch vụ về sau này. Anh sẽ tính là làm thêm cả lốp nữa. Thì đây đang bên mình đang cấp cho anh một cái máy lên khí của Việt Nam, hiệu Ilica. Đó, cái máy này thì bên mình nhập trực tiếp ở trong nước và phân phối cho anh em. Thì máy lên khí này thì cũng tùy theo cái nhu cầu đầu tư của anh em. Nếu anh em mà tài chính mà có thì có thể đầu tư sang những máy của Ấn Độ hoặc là những dòng máy của Trung Quốc. Có rất nhiều dòng máy bên mình cấp khá là ok. Còn nếu mà khả năng tài chính mà vừa phải thì mọi người có thể đầu tư những cái máy của Việt Nam như này, dùng nói chung là cũng ổn. Có cái phần nước sơn thì nó cũng hơi mỏng một chút thôi, nhưng không vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là cái chất lượng của máy thì không yên tâm. Đến tiếp tục đến đây thì là có một chiếc máy hút bụi. Ở đây thì bên mình đang cấp cho anh một chiếc máy hút bụi Camry. Đây là dòng hút bụi 80 lít 3 motor, là dòng cực kỳ khỏe. Đây là dòng BF585-3. Dòng này thì các bạn có thể phục vụ công việc thêm là ngoài hút bụi ra
thì chúng ta có thể làm giặt những cái phần trần lỉ, những cái ghế lỉ thì hút trên không rất là lớn các bạn nhé. Bên đối diện bên này thì có một cái xe đẩy ba ngăn. Cái xe đẩy ba ngăn này để chúng ta cho những cái đồ dụng cụ lên, từ công việc rửa xe đến công việc về rửa mái dọn thất, chúng ta đẩy ra, đánh bóng nữa chúng ta đẩy ra rất là thuận tiện. Thì tất cả những cái thiết bị ở đây được lắp đặt cố định, và có những cái đồ thì sẽ kéo đi kéo lại, ví dụ như cái máy lén khí thì là chúng ta để cố định, máy rửa xe chúng ta để cố định, và cái hút bụi bình bọt chúng ta kéo đi kéo lại được. Cái xe đẩy như này thì để cố định được cái thiết bị như này mà chúng ta vẫn cấp cái đường hơi xung quanh xưởng được, để đảm bảo được công việc chúng ta cấp hơi để chúng ta sử dụng cho toàn bộ xưởng. Thì đây anh em kỹ thuật bên công ty có thiết kế và lắp đặt toàn bộ những cái đường ống hàn nhiệt như này. Đó, chạy đường ống hàn nhiệt như này thì sẽ đảm bảo được, tùy theo cái dung lượng xưởng chúng ta dùng nhiều hay dùng ít, do cái nhu cầu của khách hàng thì bên mình sẽ, anh em kỹ thuật sẽ tính cho khách hàng lắp cái đường hơi nó phù hợp và lắp bao nhiêu đường hơi ra. Thì ngay bản thiết kế 3D ngay từ ban đầu tiên bên mình phải tính toán cho khách hàng luôn là đường hơi ra ở vị trí nào, lắp đặt đường hơi ở vị trí nào nó phù hợp, thì toàn bộ đường hơi sẽ được lắp trong ngoài xưởng như này. Đó, lắp ngoài xưởng chạy sang cấp vào những cái đường quả du lô rút từ cái máy lên khí ra, để đảm bảo được cái hơi chúng ta sử dụng trong xưởng rất là đảm bảo. Dùng hơi cùng một lúc thì cái đường hơi cuối nó không bị hụt hơi, và điểm đầu vẫn có thể dùng được, điểm cuối vẫn có thể dùng hơi được. Thì hôm nay bên mình cũng đưa toàn bộ hóa chất dụng cụ lên, hóa chất dụng cụ lên thì xưởng đây thì cũng mới hoàn thiện xong. Đó, hôm nay anh em kỹ thuật có lên trực tiếp trên này để đào tạo cho khách hàng. Thì anh em đang bàn giao hóa chất bên này. Đó, bàn giao hóa chất khi khách hàng nhận hóa chất xong thì buổi chiều nay sẽ quay vào để đào tạo nghề cho anh em luôn. Khi đào tạo được thì kỹ thuật lên thì mới sắp xếp được, anh em chuyên gia đào tạo lên mới sắp xếp được là các cái máy móc đặt ở vị trí đúng cái vị trí để chúng ta rửa cho nó phù hợp, các dịch vụ cho nó phù hợp, và sắp xếp lại từ những cái giá treo khăn, từ những cái bàn đập thảm, từ những cái giá kệ để cái dụng cụ, để khi chúng ta làm rất là thuận tiện và bố trí các dịch vụ trong này luôn. Thì các bạn có thể nhìn qua đây, nhìn qua đây thì toàn bộ đây là cái hóa chất sản phẩm chăm sóc xe của hãng 3D Product, do bên công ty mình đã phân phối ở Việt Nam gần chục năm nay rồi. Đó, làm độc quyền tại Việt Nam thì có đầy đủ hết toàn bộ hóa chất, từ đồ tẩy rửa khoang động cơ này, bảo dưỡng khoang động cơ này, đó, những phần tẩy rửa phần nội thất này, da nhựa cao su này, lỉ này, xác côn trùng này, dưỡng bên trong nội thất này, phục hồi những cái da nhựa cao su bị lão hóa này, hoặc là những sản phẩm dưỡng cửa gió điều hòa này, những cái máng mưa chống tia UV, đến những cái sản phẩm về tẩy đốm nước trên bề mặt sơn xe, đến những cái sản phẩm về tẩy chrome khử mùi, và những cái sản phẩm nước rửa kính này, tẩy la răng, tẩy băng keo nhựa đường, khử mùi khử không khí bên trong, vệ sinh bề mặt sơn, đánh bóng, bảo vệ lớp phủ ceramic, rồi rửa xe, cũng đầy đủ hết tất cả về mọi thứ, từ những cái chổi la răng, bơm nốt xì khô, khăn lau các loại. Đây mọi người có thể sang bên này một chút, đây khăn lau các loại, khăn lại các loại để chia màu ra để phục vụ công việc về rửa xe. Đó, đến những cái miếng xả nhám, đó, những miếng xả nhám như này, đến những cái đây là có những cái phớt thì miếng mút để đánh bóng các bạn nhé. Đó, miếng mút đánh bóng này, các bước, đó, những cái miếng đế đệm trung gian, và thêm nữa là những cái máy đánh bóng đây, cũng đầy đủ hết, từ những máy đánh bóng của hãng Gerobi cho bên mình cấp này, Maxi này. Đó, thì đây toàn bộ cái phần thiết bị bên anh Minh đang có làm việc với công ty Lê Việt. Thì khi anh Minh làm việc với công ty thì toàn bộ cái bãi đất này của anh Minh là 360m², là toàn bộ là bãi đất trống. Thì mình cũng có chia sẻ cùng với anh để thiết kế cái mô hình nhà xưởng lên cho anh. Thì cái phần nhà xưởng này đang được bố trí khoang khu vực bên ngoài là 300m để chuyên cho phần dịch vụ về làm chăm sóc xe. Thì mời bạn đi vào bên trong để tham quan qua cái dịch vụ của anh. Anh có xây dựng cái phòng ở bên trong này thì cũng khá là ok. Thì ở đây có phần bên ngoài này, phần bên ngoài này là toàn bộ phòng khách. Phòng khách này thì làm cửa kính toàn bộ hết, thì sau này khách hàng có thể ngồi chờ bên trong, có thể bao quát được toàn bộ dịch vụ bên ngoài. Ở đây thì có 3 phòng nghỉ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 phòng nấu ăn. Đó, thì đây một cái nhà xưởng này anh đang xây dựng với tổng chi phí cái nhà xưởng bao gồm xây toàn bộ tường hai bên này. Xây tường cao đây là gần 6m. Đó, mái toàn bộ phần tôn là tôn lạnh hết. Đó, tất cả phần bên trên, phần khung, xương, vì kèo toàn bộ là làm hộp bằng hộp. Thì cái chi phí để xây dựng cho một cái trung tâm như này, anh Minh có chia sẻ, anh Tùng có chia sẻ với mình là anh đầu tư vào cái xưởng này, chi phí đầu tư là 1 tỷ cho toàn bộ phần xây dựng.
và thiết bị của bên công ty mình xích xoát 200 triệu và buổi chiều nay mình sẽ chuyển thêm ít đồ lên nữa, tầm khoảng xích xoát 200 triệu tiền đồ đó. Thì nếu mà các bạn đang có nhu cầu muốn đầu tư ra một cái trung tâm trong xe như này thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số này trên clip, hoặc có thể comment trực tiếp số điện thoại bên dưới để được anh em kinh doanh tư vấn hỗ trợ cho các bạn tốt nhất. Để các bạn mở một cái nhà trung tâm trong xe, các bạn vào nghề sẽ có một cái vững chắc nhất cho cái nghề của mình và đầu tư cái xưởng ra xây dựng nào cho nó phù hợp nhất. Thì khi làm việc với công ty thì ngoài việc các bạn được cung cấp lắp đặt thiết bị ra như này thì các bạn sẽ được bên công ty tư vấn các bạn thiết kế cái mô hình nhà xưởng theo cái mô hình và theo cái túi tiền của các bạn, theo cái mô hình của bạn là lên một cái nhà xưởng nó phù hợp nhất. Sau đó thì anh em sẽ lên tận nơi lắp đặt cho các bạn theo hệ thống như mình cũng vừa tư vấn xong. Và đến nữa là gì? Sẽ có người lên tận nơi hỗ trợ đào tạo dạy nghề cho các bạn. Đào tạo những cái gì? Đào tạo từ rửa xe, đào tạo từ rửa khoang động cơ, bảo dưỡng khoang động cơ, dọn nội thất, vệ sinh khoang nội thất, bảo dưỡng khoang nội thất, đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn, phủ la lô, phủ ceramic, làm lốp, vá vỏ, thay dầu cho các lọc dầu, làm vệ sinh phục hồi những cái chi tiết ở phần ô tô. Đó. Thì nếu các bạn đang có nhu cầu, các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình để mình hỗ trợ tốt nhất nhé. Và các bạn đã xem clip này, các bạn cảm thấy hữu ích, các bạn có thể ấn like, share và subscribe kênh của mình. Xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.